Ôi Trung, hồi nãy tao ghé nhà thăm mẹ của mày mà không thấy cô Hằng làm gì. Hôm nay cô ta xin nghỉ phép. Mà cô nghĩ cô cũng báo cho quản gia luôn. Vậy mà mày cũng đồng ý luôn. Ừ, lạ nghe. Dạo này cô ta có động tĩnh gì mới không? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Chuyện này mày phải rõ hơn tao chứ. Nè, mày đang hỏi cái giọng điệu tò mò truy xét hay là quan tâm vậy? Thì cổ nhà phụ việc, sau đó thì qua nhà trọ với bạn bè, rồi đi lang thang ở mấy chợ rau, rồi sau đó thì cô lại đi qua chăm sóc mẹ của mày. Chỉ là như vậy thôi. Chỉ có là... Sao? Gần đây tao để ý ông Thanh thường hay vắng nhà, nhưng ngược lại Mỹ hay thường xuyên ghé nhà mẹ của ông Thanh. Và trong các sự kiện với đối tác gần đây, người xuất hiện cùng ông Thanh lại là cô Mỹ. Anh ta cũng chỉ có vậy thôi. Khi sương tan là nắng sớm mai, sáng rồi che khuất bóng đêm dài, một nụ hồng rực lên sắc hương.